Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết Du Khay. Bản tin tối ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Dự báo giá vàng ngày mai 26 tháng 9, vàng tăng trở lại do đồng USD suy yếu. Chốt phiên ngày 25 tháng 9, giá vàng điều chỉnh tăng mạnh ở hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, được khảo sát ở thời điểm lúc 8 giờ tối hôm nay. Theo đó, giá vàng trong nước tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và tập đoàn Phú Quý tăng lần lượt 550.000 đồng một lượng và 450.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán ra. Tập đoàn Doji điều chỉnh giá bán vàng miếng theo chiều mua vào và bán ra tăng lần lượt 400.000 và 350.000. Tương tự, công ty BNG chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng 600.000 đồng theo chiều mua vào và 450.000 đồng theo chiều bán ra trong phiên giao dịch chiều nay. So với phiên giao dịch buổi sáng, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu đã điều chỉnh giá tăng 410.000 đồng và 450.000 đồng theo chiều mua và bán. Dự báo giá vàng ngày 26 tháng 9, giá vàng giao ngay giảm xuống 0,28%. Giá vàng tăng cao trở lại hôm thứ Sáu 25 tháng 9 khi đồng USD quay đầu đi xuống. Điều này làm dấy lên hy vọng về các biện pháp kích thích của Mỹ, mặc dù vàng đang trên đà giảm mạnh nhất hàng tuần kể từ tháng 8. Chỉ số USD đã tụt khỏi mức cao nhất trong 2 tháng qua nhưng vẫn giữ đà tăng cao nhất kể từ đầu tháng 4. Tính đến nay đã tăng lên 1,5% khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ chủ chốt. Theo nhà phân tích thị trường cao cấp, có vẻ như các nhà đầu tư đang muốn phòng ngừa rủi ro bằng cách giữ lại đồng USD thay vì chuyển sang kim loại quý hoặc trái phiếu chính phủ Mỹ. Vào hôm thứ Năm 24 tháng 9, các nhà đầu tư càng thêm hy vọng sau khi một nhà lập pháp cho biết các đảng viên dân chủ tại Hạ viện đang tạo ra một gói kích thích hỗ trợ đại dịch trị giá 2,2 ngàn tỷ USD có thể được bỏ phiếu ngay trong tuần tới. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bao gồm chủ tịch đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng trong tuần này nhằm kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn về mặt tài chính. Hiện tại, mức hỗ trợ cho vàng nằm quanh ngưỡng 1.845 USD và mức kháng cự đạt 1.900 USD. Theo quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 52,25 triệu đồng trên lượng, thấp hơn 3,02 triệu đồng trên lượng so với mức vàng trong nước. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng mai 26 tháng 9. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi bản trực tiếp giá vàng thế giới.